báo chí và quý vị khách mời có mặt trong chương trình ra mắt chương trình mùa hè Ấn Độ năm 2017 hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng tôi sẽ là những người đại diện cho mùa hè Ấn Độ 2 năm liên tiếp, cùng tiếp tục tham gia vào năm nay để cùng trình làng với quý vị về những điều thay đổi mới. Trước hết thì xin được phép giới thiệu với quý vị Phạm Quỳnh Anh, là giám đốc sản xuất của chương trình mùa hè Ấn Độ năm nay, đồng thời cũng là người đại diện của WePro sẽ cùng tiếp chuyện với các anh chị trong buổi chiều này ạ. Có thể thì nhẹ tay với em bởi vì em mới sinh con xong, thần kinh nó vẫn yếu lắm ạ. Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể các anh chị em báo chí truyền thông ngày hôm nay có mặt tại đây, bởi vì biết là trời mưa cũng khá là nặng hạt, cho nên là cái sự hiện diện của tất cả các anh chị cũng như là các bạn nghệ sĩ là một cái điều mà khiến cho ban tổ chức cũng như là Quỳnh Anh và WePro cảm thấy rất là cảm ơn. Và như thường lệ thì cứ mỗi một mùa hè đến thì ngày hôm nay Quỳnh lại giới thiệu đến quý vị ở một cái tour mùa hè Ấn Độ bước vào mùa thứ hai. Và sau mùa đầu rất thành công đúng không ạ? Phải nói là anh Tùng đã theo sát thì cũng đã chứng kiến được là thu hút được hơn 100.000 các bạn sinh viên cả nước cùng tham gia trải dài bởi tỉnh thành. Thì năm nay tới mùa thứ hai thì một cái hoạt động được mong chờ và cũng là một sân chơi có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ dành cho sinh viên. Và mình sẽ đại diện cho WePro cũng như là những hàng trà xanh không độ và giới thiệu đến các anh chị mùa hai của mùa không độ năm nay 2017. Xin phép mời quý vị ngồi xuống để cùng trò chuyện với quý vị. Và để trước khi chúng ta bắt đầu vào những thông tin mới mẻ của mùa hè Ấn Độ mùa thứ hai, thì cho phép chúng tôi được gợi nhớ về mùa thứ nhất đã rất thành công như Phạm Quỳnh Anh vừa nói. Đứng ở kim cương vị là một người theo suốt chương trình năm ngoái thì quả thật đó là một trong những cái chuyến lưu diễn mà không thể nào quên của Tùng và các anh chị em nghệ sĩ. Tùng vẫn còn nhớ là cứ mỗi một lần hết show diễn thì các anh chị em nghệ sĩ đều phải rất là cố gắng để rời khỏi điểm diễn cực kỳ sớm để có thể thoát thân khỏi đám đông, bởi vì cực kỳ đông người. Đặc biệt là điểm diễn ở Đà Nẵng năm ngoái thì Tùng nhớ là khi đứng ở trên sân khấu thì Tùng đã không thể tưởng tượng trong cuộc đời mình có một lần những chương trình mà số lượng người xem đã vượt qua tầm mắt của mình, nghĩa là nó không chỉ nằm trong một cái sân trường lớn nhất ở Đà Nẵng mà nó vượt qua hai cái cầu rất là xa. Mọi người đứng ở ngoài đó nhìn vào thấy nghệ sĩ trong này chỉ bé mà con kiến thôi, nhưng mà họ vẫn đợi xem đến hết chương trình, và đó là một trong những kỷ niệm rất là đẹp. Năm ngoái thì cũng đã rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ có mặt, ngày hôm nay cũng đã tham dự, và hy vọng cũng là năm nay một lần nữa chúng ta lại có một cơ hội để cùng nhau tặng cho khán giả trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên có được một mùa hè ấn tượng không giờ phai cùng với mùa hè Ấn Độ. Và xin mời các anh chị hướng lên màn hình để cùng theo dõi cái phần giới thiệu nho nhỏ thôi của cái tour diễn mùa hè Ấn Độ năm nay. Về mục tiêu thì hoạt động cốt lõi của tour lần này là hai show âm nhạc độc đáo duy nhất dành cho sinh viên vào mùa hè, và chúng tôi tự tin là mời được cái dàn sao hot nhất hiện nay và cập nhật những cái bản hit rất là thịnh hành, và WePro quyết tâm bày biện một cái chương trình giải trí thực sự là thấu hiểu tâm lý của người nghe với những bản hit mới với quy mô lớn nhất dành cho sinh viên, và biến cho chương trình mùa hè Ấn Độ trở thành một cái hoạt động giải trí thường niên được sinh viên mong chờ nô nức nhất, và cũng là trở thành một cái thương hiệu uy tín dành cho sinh viên vào mỗi mùa hè.